Chào các bác, ở video clip hôm nay em xin lên sóng một em đầu giải mã chuyên nghiệp. Em này là em Denon MD 1800 AL, một trong những cái dòng sản phẩm đầu giải mã âm thanh chuyên nghiệp được rất là nhiều các anh em ưa chuộng. Denon 1800 AL thiết kế rất đẹp, sang trọng với cái mặt nhôm phay màu vàng chanh, và cái thiết kế của nó thì nó hao đấy, và nó tương đồng với một cái em đầu CD của Denon các bác nhé. Đấy, nhưng các bác nhìn vào cái khay cửa đĩa ở đây, các bác có thể nhận ra đây là một chiếc đầu đặc MD kiêm giải mã âm thanh chất lượng cao. Chiếc máy này thì bên shop về trong cái tình trạng còn rất là đẹp và xuất sắc luôn, đẹp không tì vết. Đây, mời các bác chúng ta cùng xem cái phần mặt mũi. Với cái thiết kế của nó là mặt nhôm phay màu vàng chanh. Đấy, cái mặt nhôm của nó rất là dày như này, rất là dày, và mặt mũi của nó thì em cũng không tìm ra một vết xước nào luôn. Đấy, phần đèn quắc thể hiện ở giữa rất là sáng, khay cửa đĩa MD đây. Đấy, mời các bác chúng ta cùng xem. Bên trái thì chị sợ có một cái công tắc nguồn, một cái nút đã hiển thị thời gian, và ở đây thì có rất là nhiều các cái chế độ ngõ vào. Đấy, tí nữa thì em sẽ quay cái nút này, nó input tức là nút điều chỉnh ngõ vào nhé. Ngõ vào thì có ngõ optical 1, optical 2, coaxit, rồi analog 1, analog 2. Đấy, đây khay cửa đĩa. Đây, cái đĩa MD. Đấy, các bác đưa vào. Đấy. Khi mà đưa vào thì cái đĩa MD nó sẽ tự nhận và đây, nó sẽ tự nhận. Ở đây thì sẽ có một số các cái phím bấm như là chúng ta chơi CD thông thường. Đấy, đĩa MD nó tự nhận. Nếu các bác muốn nghe MD thì các bác bấm vào play ở đây. Đấy, còn các bác không muốn nghe MD, các bác muốn nghe giải mã âm thanh thì lát nữa chúng ta sẽ tiến hành sau. Đấy, mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Và chiếc máy này thì về trong cái tình trạng còn rất là đẹp như này. Phần lắp lưng đấy, các cái ốc ở phía sau, phía trên nóc thì em đã tháo ra rồi, và bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem một phía sau trước. Đây là phía sau của em MD 1800 AL, dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Đấy, Nhật xịn. Đấy, nguồn 100V. Đấy, công suất tiêu thụ là 16W. Thì như em đã trao đổi với các bác là cái có rất là nhiều các cái đường vào ở đây. Đấy, các cái đường vào này, có cái đường coaxit này, optical 1, optical 2. Đấy, rồi có một đường unlock vào nữa. Đấy, và cái đường output thì có hai cái đường out ra. Đấy, một cái đường optical ra thì dành cho những cái âm ly mà có cái đường optical thì chúng ta out ra, và những cái âm ly không có đường optical như những cái âm ly thông thường này thì chúng ta out ra cái đường đường giác hoa sen như bình thường. Đấy. Cái đường optical này em cắm trực tiếp từ tivi xuống nhé, em sử dụng optical 1. Đây. Đấy, và bây giờ thì em sẽ bật cho các bác nghe. Optical 1 thì ở đây chúng ta sẽ vặn về optical 1. Đấy. Và bây giờ để mà giải mã âm thanh, các bác chỉ cần một nút cho em. Đấy, bây giờ em sẽ bật nhạc từ trên tivi nhé. Em play này. Đấy, nhạc bắt đầu chạy. Để giải mã âm thanh thì các bác ấn vào nút rec cho em. Đấy là tự động nó sẽ nhận và nó sẽ giải mã âm thanh. Nhưng các bác phải để đúng cái chế độ optical 1. Thư từ thành đô em gửi tình.
em sẽ cho các bác xem cái phần nội thất của máy. Ốc em đã tháo sẵn ra rồi. À, chiếc đầu này thì có giá là 7.500.000 đồng. À, xin lỗi các bác, 7 triệu tròn ạ. 7 triệu tròn, các bác có nhu cầu alo cho em. Đấy, shop em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đấy, bên em giao hàng toàn quốc, giá không bao gồm phí ship. 7 triệu đồng cho em MD 1800IL đẹp xuất sắc. Đây các bác xem. Đấy, nội thất của nó thì rất là đẹp luôn, keng sờ beng luôn. Đấy, khi mà vận chuyển về nguyên những cái bụi xốp ở trong này nhá. Đấy, chưa thèm thổi bụi luôn, đẹp nét căng. Nội thất họ bố trí rất gọn gàng và ngăn nắp, rất nhiều những cái linh kiện cao cấp. Các bác nhìn nhé, cái phần tủ rất cao cấp như này. 7 triệu đồng, bao zin hoạt động tốt cho các bác, quá mới luôn. Các bác có nhu cầu alo cho em. Xin chào.